Ok, loại này là loại 15 cân này các bạn này. Loại này trên dưới 3 triệu. Loại này loại tầm 12, 10 cân. Giảm hơn một chút. Okay. Loại này nhỏ hơn một chút. Đấy. Các bác thích loại cỡ nào cũng có. Đấy. Cỡ này nhỏ hơn một chút. Đó. Cỡ này nhỏ hơn một chút. Nói chung là sẽ dao động từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi. Đến 4 triệu. Tùy. Đây này là 7 cân này. Đây 8 9 cân này. Đây lại chi 10 12 cân này. Số điện thoại liên hệ là 0163530982. Quý vị các bạn mua đà điểu giống thì hãy lên cơ sở của chúng tôi tại. Vâng. Đó, đây là vận chuyển xuống Vân Canh Hoài Đức này. Các bạn đi bác. Chuyển, người ta đang đợi. Sáng nay đi sớm. Hai con này là nó đã chắc chắn rồi, là bác chỉ có cho ăn rau mới ăn cá thôi, nhưng mà làm nó bác phản phản một tí. Vâng, đúng rồi, này nó ưa cát lắm, cát nhiều cát. Vâng, thế đường dễ đi, đường dễ đi. Dạ. Anh nào thấy bây giờ cân nóng thì kiểu gì phải ngoài 13 cân. Còn đực kia còn trên 15 cân. Anh nào đây là em ưu tiên anh là đúng chuẩn theo tiêu chí anh em nói bên đây. 13 đến 15 cân một con chứ không phải là chính xác 15 cân, hiểu chưa? Vâng vâng, đấy. Rồi, không vấn đề gì đâu, nhưng mà loại đấy thì yên tâm rồi. Anh chuyển cho em một con cái, một con đực đấy. Ok ok. Đọc địa chỉ xem nào. Em là BT 14, tức là biệt thự 14. Số 11. Rồi. Đô thị Vân Canh, Hoài Đức. Ok ok. Rồi rồi rồi. Anh cứ chuyển vào đây thì em gửi tiền luôn cho anh. Được được. Em là Phương nhá. Em là Phương. Sáng mai. Vâng, xin vâng ạ. Sáng mai chuyển. Chuyển anh. Sáng mai chuyển. Sáng mai à? Vâng vâng vâng. Thế rồi cố gắng ngày mai giữ liên lạc, anh em nó sẽ gọi nó chuyển đến nhá. Vâng vâng. Okay. Đến sáng mai. Biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông. Không thực hiện hành vi che khuất biển báo hiệu. Alo. Anh ơi, em đang chưa gần đến nơi rồi, khoảng 30 phút nữa em đến cho anh. Nhà mình là chỗ nào đoạn tư nhổn vào. Alo. Vâng vâng, anh thử nói chuyện lái xe để xem tình hình nhá. Alo, vâng anh ạ. À? Vâng, có phải là từ ngã tư nhổn mà đi vào cái khu đô thị nhà mình là bên tay phải không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng vâng, đúng không? Ở ngay chỗ của trại huấn luyện của bọn cơ động đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, xong đi một đoạn nữa. Một vâng. Đoạn nữa thì còn một cái cổng của cháu đó, về là khu đô thị Vân Canh đi vào. Và chỗ thì mình đúng rồi. Alo thì mình đón mà. Dạ, vâng. Ngay đường thôi. Vâng. Ok anh, vâng.